Rồi giờ bắn chưa? Rồi rồi giờ phải nhất định cái màn tình thôi. Nhiều phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Ủa vậy tốn thua vậy? Mày đứng ở ngoài đi. Mày kêu tao đứng này rồi mình nói. Mày gì thấy rồi. Nguyên cái thùng nó đang nằm mốt rễ. Mốt thì mình nghĩ sao để trả được nó thì gọi một cái. Mua cũng nguyên vẹn ha. Đúng không? Trời ơi. Cái này lấy cái kia này là lớn dữ rồi. Có người ngồi đâu không? Sao mà để được. Với bàn thờ mọi tư sao mà để được. Bởi vì nó nói là cái này để mà gì. Rồi, cái gì vậy? Rồi, bể này nè. Không biết sao nữa. Bể coi như tiêu rồi. Đúng không? Nó xuất ra rồi. Cái như banh rồi. Cái này cũng bị xuất luôn hả? Xuất luôn nữa rồi hả? Đóng chiếu này nó sợ không vậy? Nghĩ sao? Nãy giờ trả lại trời ơi. Rồi mình cầm vậy bể luôn giờ nè. Bể sức thì nó bể thì nó bể phải dịnh lên đàng hoàng chứ nó rớt luôn giờ. Ủa cái này sao mà vậy ta? Giờ trả lại. Giờ trả làm sao? Bởi vì bỏ vô lại trở về. Bỏ vô lại trở về hả? Dạ. Vậy hả? Sao vậy? Dạ. Rồi vậy thôi bỏ vô lại đi. Thôi. Mở đi. Dạ. Còn có một cái bị thương à. Không trả là trả hết luôn. Trả là trả hết luôn hả? Cái chù mà. Mình. Để lên cho cẩn thận đàng hoàng để tôi chở về tới ngoài để y cho cấp y như vậy nè, cấp y như người ban đầu nè, để em hơi về tới ngoài là bị bể luôn nữa giờ để nát cho hết giờ thì nè tao không chịu nữa đó. Rỗng bên trong nó đừng nắm vậy thừa bợ dưới á. Rồi để vô để như đàng hoàng á, còn hai bên hông nữa, dựng hai bên hông nữa. Dựng hai bên hông nữa. Để mày thấy gì vậy? Để vô vậy nè. Rồi để những đó hả? Cái này chở đi tới ở đâu vậy? Bánh đào hả anh em? Chở ra bu gồm. Lần này chắc là mọi người hay bánh đào. Cái người giao này là ở Quốc Hòa Vũng Đào lận hả? Đúng rồi. Rồi cái bên đây để lại đi nè, sắp lại đàng hoàng nè, bên đây chưa để lại nè. Đúng rồi. Để cái chữ này là do người ta ba cho làm sao để người ta bỏ ra đi. Cái gì không kỹ để con bình thường. Cái này phải thấp xuống nữa nè. Này nhô đầu lên là cao hơn cái bình thường nè. Để lại cái này mở ra để lại bên hông này dựng này lại nè để cho bên hông ấy chưa được. Có con keo không có vô lấy con keo đi. Cái này con giỏ này lên để lại thôi coi dưới nó ấy không chứ cao phải lót nguyên sốt tại cái này thùng nó thấp hơn cái này mà không sao đâu. Bằng ngón tay thế này chứ không có bằng keo bản bự thì kệ miễn dán cho nó quấn cho nó dính thôi cho nó dính này được rồi bằng nó nhỏ gì được chứ nó bung nắp vậy sao chở bằng nó nhỏ gì cũng được chứ á. Trời ơi mà biết gì cái này cũng trống để vô hết con cho nó êm lại á. Nó còn kẹt nè.
mình đi hai ba cái nè. Nhét vô nhé, nhét vô bên bên hông này đi. Ăn à, cho về người ta mình có bị để nữa. Còn đó nữa kìa. Được. Nhét bên hông á. Cho người ta làm kỹ. Cũng được, cũng được. Thôi, như đồ chơi. Thôi chút xíu. Không nổi đâu. Tôi quấn từ dưới lên. Trời ơi. Đúng dài dài chút nữa cho nó dán chút xíu vậy đó. Con chỉ cần bỏ cái rổ vô trong cái rổ con chở tới về nhà thôi, về nhà con sẽ dán con kêu lại khác. À, về nhà con mới làm lại nữa. Dạ đúng rồi. Chứ cô sợ con đi dọc đường nó bông chứ con không phải là cô tiếp bằng keo nữa không? Không cầm đi, nãy giờ mẹ quay kiểu gì?